cái hàm nghiện là dở rồi. Chả nghiện. Hôm qua mạng như mày mật khẩu gì á? Đang mất mạng. Mật khẩu đang mất mạng. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở chỗ mình ở hiện tại đang có cái hồ cầu rất chi là đẹp. Cầu không mất tiền thôi các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ đi ra quán bán đồ câu cá và mình sẽ đi sắm một cần. Mình về đây mình câu tự dưng nổi hứng đi câu các bạn ạ. Thì tí mình sẽ đi quay cho các bạn xem cái shop đồ câu ở đây nhá. Mình sẽ đi chọn một cần câu và mình tập câu các bạn ạ. Rồi và các bạn cùng mình đi nhá. Rồi mình đang trên đường đến địa điểm đồ câu cũ nè. Các bạn hãy cùng mình đi vào trong cần câu nhá. Câu tự nhiên. Em muốn mua ấy cần câu đải. Em thì chuyên đồ đải. Đây anh thích những dòng cần hãng không hay là mình muốn câu mấy câu thì cần mình câu cái cần nó rẻ rẻ một chút. Các bạn là cần hãng thì nó sẽ có một cái lợi thế là nó sẽ có bảo hành. Có bảo hành. Bởi vì anh mới câu lên tầm dùng cần hãng. Ví dụ anh mua những con cần rẻ nhá thì là ví dụ gãy 300-400-500 gãy coi như mất mất luôn vào nhau trăm đấy. Thế anh mua một con gần hàng mà đắt hơn một chút nó chỉ tầm 1 triệu 2 triệu bắt đầu thì gãy anh sẽ có bảo hành. Nó bảo hành 1 năm, ví dụ là có loại thì bảo hành anh 1 năm là 2 lần. Bây giờ gãy là mình được bảo hành thì anh mang lên đây báo bảo hành cho anh. Thì cần hãng thì nếu mà mình câu hồ cái chỗ câu tự nhiên ấy thì mình thường mình sẽ dùng loại cần tầm mấy mét tùy xem hồ rộng hay hồ nhỏ. Hồ nhỏ thì mình nên câu cần ngắn, nên thứ nhất câu cần ngắn nó nhẹ nhàng hơn, nó ra mồi dễ, lượt cá rong cá dễ. Còn dài thì nó sẽ vất vả hơn nhưng mà nó sẽ được cái lợi thế nó vươn xa, xa. Xa nhiều hồ rộng cá là ở ngoài xa nó sẽ vươn được xa. Rồi. Câu tầm loại 3m6 thì xem hồ quanh rộng hay quanh ngắn. Mày có B25 không? B25 có. Chứ còn là đéo thích hiệu chú thì mẹ là mua lại mua đen. Rồi. Tao bảo mua B25 để đánh chép. Mẹ hôm qua tao cứ quên cái gói đấy mày. Bỏ có đầu 2 loại hạt thì có 2 loại B25 rồi. B25 chứ lù lù đấy còn đâu. Cái màu như thế thì đấy mà là B25 à? Không, màu kiểu tím tím thế thôi. Đây là B26, tím tím thế làm gì có loại đồ nào. Trên đây rất mạnh. Để cho mình xem đấy bạn thấy. Đấy nhận lắm. Này nhẹ đấy anh nhỉ? Nhẹ. Khỏe. Con này bảo hành 1 năm 2 lần. 1 năm 2 lần. Gãy lóng nào trừ cái lóng tay cầm này, gãy lóng nào thay lóng này, lóng tay cầm này thì không bảo hành. Cái này bao nhiêu nhỉ? Con này 1 triệu 7. 1 triệu 7. Mạng như mày mật khẩu gì á? Đang mất mạng. Mật đéo rồi có đi. Mật khẩu đang mất mạng. Mật khẩu đang mất mạng. Biết bằng chữ? Biết bằng chữ. Mày, chữ viết bằng số, viết bằng số là đang chữ đang mất mạng thiếu viết. Mày 5m4 rồi nhỉ? 5m4. Viết thì đang muốn mạng ra ngáo. Viết ấy, viết thường ấy. Viết thường. Còn những con rẻ hơn này thì bao nhiêu anh? Đây là cần máy. À cần máy. Những con rẻ hơn này 300-400-500. Em muốn mua còn tầm 500. 500 okay. Mua về học câu đã. Chơi con xịn xịn tí. Rồi ok. Với em nó có ngày như 350 cành. Em thấy anh hay đang ở trong cái hội câu cá băng đinh ghê. À thì cho anh em biết là mình về những cái hàng gì, mình đang còn những cái hàng gì. Hôm em lên đây em tìm xem đâu có shop đồ câu. Thì
đây nữa. Con này là 3m6, con này là 360.000. 3m6. Cái hàm tù là thích rồi đấy. Con này là 3m6, con này 450. Chung lấy con một tên tiên. Lấy con này đi. Lấy con này đi. Vâng. Lấy con này. Con này có thêm ngọn phụ này. Từ anh dây cái ngọn phụ này thì anh có luôn cái này anh thay. À mình thay luôn. Cần đấy mới nhé. 36 nó. Này mình cần nó phao nữa anh nhỉ. Vâng. Rồi em hay câu rô phi, câu chép. Rô phi giật xương. Rô phi chắc là tầm cân quay đầu ấy. Thế này. Ôi cả lục nó dài rồi đấy. Hàm nghiện là giả rồi. Chả nghiện. Đó trước hay câu qua xuống Hiên Vân câu được đập một phát phòi thì đéo để ý thì lặn lặn mồ. Cái lên Vân đợt này thả nhiều chép đấy. Ờ, nó thả ngày nào nó cũng thả. Cháu mà làm hồ thì cháu cũng chơi cho ngày nào cũng thả. Có ngày quăng lộ 70 cân đến tạ. Ngày nào nó cũng thả. Ngày nào cũng thả luôn. Này là cái cá. Thế là thì mẹ câu được 2 tiếng rồi bọn lại phải về chuẩn bị. Tí nữa kìa. Cá cần nữa. Cá cần. Đón thêm một bộ tầm 1 triệu nhá. À, nó có cả các cần đúng không? Chứ chẳng nghe cái cầm tay giơ này mãi đúng không? Thôi em gọi ok. Đây các cần thì dùng lại bình thường thôi. 160.000. Chân cắm đó. Mới chơi à. Cái đấy phải có chân nhá. Các cần đấy mà có 160.000 à? Thế thôi. Cắm lên mốt của tao phải dùng loại này nhỉ? Vâng. À, lại gần cũ á. Cũng bồi. Tao làm cái que tre thì đã vót là không ngạc. Tí là cũng móng. Đi làm béo đi. Đi câu chưa hết việc, ngạc bồi. Nào ra được xem này. Nộp 1 triệu ca. Tháng chồng. Nhưng mà tao thì lấy thật chưa đấy. Không thấy nó đăng về giá thưởng nhỉ? Thay về giá thưởng, nếu đăng nhưng mà thay giá thưởng đánh những được quay. Sau này mấy đâu? 2, 3, 4, 5, 6. Thực ra cần câu đại được lưỡi bé bé to nhỉ, kéo xuống này đó. Dạ. Ở đây nó có mấy lưỡi? 10 lưỡi. Đút qua cái lỗ này. Mày mua con tao nó đầu nó to to này này, cũng dễ nhìn này. Sẵn. Đây lấy cái phao này này. Vâng. Hai vào. Các ngày được mấy men? Cầm cái đầu thừa này. Xong. Khi ví dụ mình muốn thay thì mình cắt nó đi để thay. Nó cần này đến nhất này. 21. Hả? 21. 81. Chân cắm phao này. Cắm ở đây. Nố đây nha. Ở đây nó có những cái đốt. Đốt. Bây giờ thì cân phao. Cho một cân như nào, xong cắt chiếc một cân, có đến cân pha. Ôi ông im mẹ mồm. Cân pha thì mình phải cắt bớt chì đi đó. Cắt bớt chì đi. Cắt tí một thôi, đây là em biết rồi thì em cắt luôn nhỉ. Chưa biết là mình tí một.
chim. Tiếp. Cắt tiếp. Cái chục đấy chục mấy chấm? 3 chấm. Chép thì thế thôi nhỉ? Câu rô phi mà câu. Chép cũng 3 chấm được. Còn ví dụ mình muốn câu lại to hơn thì mình phải vẫn được hết, phải mua cần dài hơn, cần dài hơn mẹ, dây dây to hơn nữa. Đây con cá đẹp kìa. Bóc cái giấy ở cái thau đi để thế này lặng. Nhưng mình muốn câu sông thì vẫn câu được này. Câu cái gì thì được không? Mình câu tự nhiên thì không cần phải quá chuẩn đâu. Tầm này là đẹp rồi. Một thằng chạm là đẹp rồi. Và đây nha, khi cái lưỡi nó chạm đáy nhá. Thì nó đang 2 đốt, ví dụ anh thích câu 3 đốt, 4 đốt, 5 đốt thì anh kéo cái hạt chặn lên. Kéo cái này lên. Cái này lên. Đó. Thì để cho nó lội lên 3 4 5 đốt này để cho mình nhìn nó rõ. Đúng không? Tao còn chết đấy. Tao đang chết rồi. Nhìn lại nó đấy, biết đấy. Thì xem lại. Nó ngoại đấy. Cá đây không? Gãy thì lên ra mấy. Đầu tiên mới. Còn cái lưỡi mắc ở đây. Cái này nó có hai lưỡi nhỉ, hai lưỡi luôn. Có thể câu hai con. Cầu giả phát ăn 2 con. Đúng. Nó thò lên 3 4 5 đốt đấy tùy. Ví dụ nước sâu nữa thì anh cứ kéo nó lên. Tùy vào mực nước, tùy vào mực nước. Kéo nó lổi lên 3 4 5 đốt thì là xong. Chưa biết là mình có thầy dạy. Mất tiền. Và không phải mất tiền nhiều chứ câu biết được biết kinh nghiệm câu. Ngọn này là thấy vào phao nào cũng được đúng không? Cái phao của chú thấy được không? Còn cái cần này nữa thì mình cứ anh hướng dẫn luôn để hắt vào đầu cần ra đây quên. Này bao tiền đấy? À, như nó đó. Phao này nhiều loại nhỉ? Đắt rẻ có hết. 45.000 đấy. Cả cái phao mới có 30.000 ngọn 45.000 đấy. Đúng rồi. Buộc đầu cần như này nhá. Rút hai ngón tay vào đây. Cầm ra này. Nó sẽ thành một cái lỗ như này. Được chưa? Đưa vào đây. Đưa vào trong lòng này. Kéo cái hạt ở đây là được. Xong. Đây là câu. Khi mình tháo ra mình kéo cái hạt này xuống này. Kéo ra là sao? Không về. Và còn cái này nó có cái hãm rồi. Cái cần đấy. Cái vừa em thắt nút đấy là không có ý cái cần nó cứ rút ra xuống ấy. Rút ra thì là nó cứ rút kịch thì thôi. Rút kịch. Mình cứ rút cái sóng kịch ra. Cháu chưa dùng loại này, cháu chưa biết. Đây, tí rút thì em sẽ lại chưa biết thì em sẽ chỉ. Cái gì không biết em sẽ chỉ. Ôi giời, vào YouTube ấy, YouTube thì nó cái này dạy hết. Nói phát một lần thì biết rồi. Nó dạy hết, mày cứ ngồi mày vào thì nó dạy hết. Thấy không?
nhìn thấy mọi người cầu ở ham ấy, không con, chịu được. Con cứ nghiện ngọt tao sắm một cái hết đống tiền đấy. Rút cần ra thì ra. Rút từng cái một này. Xoáy, kéo chặt ra xoáy một vòng. Khi mình thu vào mình cũng vặn ngược lại. Thu vào thì lại vặn ngược lại, ấn xuống. Cứ lay 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 ấn xuống. Chứ đừng có đóng, sập sập sập. Hai cầm, giữ cái lòng dưới. Đúng rồi, xoay 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 xoay. Anh có mồi mồi câu đấy. Đây này, mày câu dễ nhất rồi, vừa rồi anh Hà Duy Thắng được kìa. Đơn giản. Cả chép của dấu phi đấy. Đấy. Mùi giấy mày dễ làm, tên ra hồ mày hòa thì mày trộn. Tôi tự nhiên nó hồ cái gì? Ôi tự nhiên cái ăn phẩm phẩm mồi này. Chỗ chỗ cháu có cái hồ này cũng có cái hồ. Ôi trời ơi. Hồ nào nhỉ? Hồ tiêu. Hồ tiêu đấy mọi người câu nhiều lắm. Ao tiêu đấy. Tiêu long nhỉ? Mày ở tiêu nào? Đây trong tiêu long. Mày tiêu long cái gì? Vâng, thấy mọi người câu. Tao ở tiêu thượng. Tao ở tiêu thượng. Tiêu cứng. Gần ngay đây. Tao tao tiêu sơn. Cá ở Tiêu Long hết mẹ rồi, Tiêu Sơn mới nhiều. Hết rồi, à. Các bạn ơi, mình đã mua xong rồi. Đồ này đã mua xong rồi. Bây giờ mình đang trên đường đi về các bạn nhé. Bây giờ mình đang bỏ cho các bạn xem. Mình đã mua được những cái đồ gì. Đây là những cái vật dụng mình đã mua về rồi các bạn ơi. Trục théo này, mồi câu này, cá chép, cá rô này để đựng cá các bạn ơi. Đựng cá, cá sẽ vào đây các bạn nhá, đựng cá tên tên. Đây là một chiếc phao, đây là bộ lưỡi câu các bạn ạ. Cái này nó có 10 lưỡi phao các bạn xem, 10 lưỡi luôn. Này cái gác cần ra thử luôn. Đây kia cần câu các bạn ơi. Cần 36 ở đây. Đấy. Nào mình sẽ mang ra mình câu cho các bạn xem nha. Video mình xin được tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha. Like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình nha.